ngay ngã ba phía trước đó đường Gò Sòi, và sang sẽ đi qua đường Gò Sòi đây nha. Đây là cái lần cuối của đường Gò Sòi thì giao ngã ba này là đường Tăng Chi Tăng Quý nè. Cái đoạn chỗ này thì kế bên sang bên là chợ Bình Thuận, là chợ Bình Hòa cũ hồi xưa. Đây là khu vực này nè. Thôi bây giờ mọi người trên đây đường này nè. Quá cha, người chợ bên kia đông quá. Đây là có một cái chợ, khu chợ chợ ông Mười. Chợ ông Mười này là chợ tư nhân đó, người ta mở ra, nhưng mà chợ này không đông bằng cái chợ Bình Thuận này kia. Nhưng mà khu vực chợ này thì cũng bán đầy đủ thịt cá rau củ luôn. Khu dân cư chỗ này vui á, con phố này rất là vui luôn á, hai khu chợ sát bên luôn mà. Phía bên kia thì người ta bán rau củ. Tất cả con phố trên ở Sài Gòn này thì bây giờ đã bắt đầu là đông nhộn nhịp rồi, không còn thưa vắng nữa. Hai bên này bán đồ quá chừng luôn à. Thấy đồ là ngon nha. Rau củ. Đậu nghe cà chua 15.000. Cái xe hàng rong thì nhiều vô số luôn. Bào đó 3 trái 10.000. Thành giá 10.000 một bó, 2 bó 15.000. Cả cân thương bao 10.000. Rồi chứ cây sầu riêng đợt này thì giảm giá rồi. Chỗ bán 60, chỗ bán 50, tùy theo người bán. À bên kia kìa, nó mấy góc đường đó có người bán rồi đó. Thì bên đó làm gì? Cá. Đường này thật là đông đúc luôn á. Ngay chỗ này thì hai khu chợ là sát bên với nhau luôn, mà dân cư đông đúc nhộn nhịp như vậy nữa. Chỗ này ít thôi, qua bên chợ Bình Thuận thì đông lắm. Kia là quán cơm tấm, bún thịt nướng. Bún bò 18.000, giá cũng mềm. Ở đây xe hàng rong nè, mọi người xem nhiều quá. Ghẹ bao ăn 60-80. Bánh hoa xanh này bố trí cũng nhiều. Đây một cái, xích túi một kia một cái, gần gần với nhau không ạ. Ôi cha, ô chuối nè. Dầu xanh, dịch xanh mùa này khá nhiều á. Ba bó 10k. Cái nào cũng vậy, rau nào thì ba bó 10 đủ thôi. Cải, mồng tơi, rau muống. Phía bên kia thì có cái quán ăn uống nè. Lợi thì 10 ngàn, lợi thì 25 ngàn.
25. Bơ cái này khá rẻ. Quá trời bơ. Chợ ông Mười, chợ Bình Thuận này á, sát bên nè, chỉ qua một cái cua này là tới là chợ Bình Thuận. Đây là khu chợ có từ lâu rồi, có trước nữa. Đấy nè, người dân buôn bán đi quen rồi. Chợ ông Mười kia thì đã mở sao để cho người dân di chuyển đi về chợ đó bán, nhưng mà người ta bán không được. Ở đây người ta bám trụ ở đây bán, công nhân người ta dễ mua đồ hơn nên là mọi người không có chịu đi, vẫn bán ở đây đến bây giờ luôn á. Trên khu này là đủ các loại trái cây, rau củ hết trơn á. Có một cái xe đô thị đi dẹp, dọn dẹp á. Nè, chỗ này bán cá quá chừng luôn rồi. Có cá rô đó kìa. Cá lòng tông, á phải cá cơm. Khu chợ này là nhộn nhịp luôn lắm luôn á. Những người lao động, những người công nhân là tập trung ở khu vực này nhiều lắm luôn á. Phía bên kia kìa, trái cây cũng khá nhiều á. Nghe một tuần này nè. Ngay đây thì có một cái trường tiểu học Bình Thuận. Đây cái trường tiểu học này, học sinh này là đi học lại hết trơn rồi. Thịt heo, thịt bò đủ hết trơn. Chỗ này là do là mới bị xe đô thị đi ngang dọn dẹp á, mấy người buôn bán bên ngoài á, nên chỗ này vắng á, giờ chút xíu người ta bày biện ra lại. Bây giờ thấy bà con buôn bán đây vui lắm á. Chợ này lúc nào cũng vui. Đây đây quá chừng nấm hết nè. Hoa Thiên Lý đó thì 4.000 đồng lạng. Con hẻm này đi thẳng ra đường Tân Kỳ Tân Quý luôn nè. Thịt cá thì đủ hết trơn ha. Tôm, mực. Mấy con tôm này có bảng giá chẳng dễ mua hả? 12.000 lạng nè. 14 là 120.000 ký nè. Là nhỏ. Sầu riêng ngoài này rẻ đó. Đợt này dễ ăn từ 60-50.000 đồng ký à. Nghe đoạn này mới vui nè.
này mấy anh bán đồ giờ tràn ra ngoài đường luôn rồi đây. Bên trong này có một bách hóa xanh lớn. Mười ngàn, 12, 14. Bên kia thì bán cá biển. Sà lông 3 kg 50. Ông bút tay. Bên kia chỗ này là chợ tự phát mà nè, mọi người bán người ta mang ra ngoài bên vỉa hè ta bán nè, dễ buôn bán á. Cá biển nè. Rau củ thịt. Trong đây có đồ chai nè, đậu hũ nha. Nguyên một lò đậu hũ luôn. Cá cơm với những con sú nhỏ nhỏ, cá lồng tông nữa kìa. Đây là các loại khô này. Đó là bán trái cây. Tôm cá các loại trứng đủ hết á. Các loại nước uống ở đây nè. Đằng trước đó là kênh nước đen đó. Bên kênh này thì cũng có người ta bán đồ như vậy nè. 10.000 đồng ký. Xoài keo rồi sầu riêng, lại muối chấm. Giờ này phía này nắng quá. Cái nước đen ở dưới đen, nước đen thui luôn. Ngay góc cầu ở bên đây thì cũng có bày biển đồ bán. Trong đó là hoa ní sạp tập hóa. Ôi chà, 10.000 ký hỏi gột đỏ nhìn ngon quá ha. Xe ra nè. Đi vào chỗ này thì mát ghê.
chỗ này đang làm đường, làm cầu sửa kênh lại. Đây có tuyến xe buýt 16. Con đường này mình chạy thẳng ra là nghĩa địa Bình Đưng Hòa đó, đi ra đường Bình Long luôn. Sài Gòn trong thời gian khoảng 2 tuần đã ra đây á, buổi trưa là trời nắng, vô cùng nắng luôn, nắng là nắng gắt luôn á. Có khi nắng đến 40 độ á, là giấc trưa là cảm giác nó nóng như lắm luôn. Nên là khi trưa lại là mọi người người ta ít ra bên ngoài đường á. Đi ra ngoài đường là cảm giác nó khát nước vô cùng luôn. Phía trước mọi người đó là nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Bên đây là cả một phần giải tỏa luôn, gần hết rồi, chỉ còn một số thôi. Một số còn lại giải tỏa để mấy người Nhật chúng ta vào chúng ta mua đầu tư khu trung tâm thương mại vậy. Nhưng mà bây giờ thì chưa có xây dựng, giải tỏa chưa xong. Còn cũng còn nhiều phần mộ chưa có bóc đi á. Phía bên đây thì còn nhiều nè. Trung tâm quả táng, bên trong là lò thiêu, bên trong là bán gì vậy ở bên đây nè. Mấy người đó bán, ta bán quen rồi, ta cũng đâu có sợ gì đâu. Ban đêm thì không có bán thôi hả. Có chỗ đèn sáng sáng bên đường Bình Long thì còn vẫn có bán. Người ta để qua để bán này. Bên chỗ này nè, giải tỏa những cái mộ trơn rồi. Ngay cả từ phía trước là đường Bình Long á. Sang chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.